Alo, chào anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi săn bot để chốt lãi khủng anh em ạ. Mình sẽ cược với cái mức 100k đi. Rồi, săn con cá chép này nhá. Rồi, nổ luôn này, ngon này. Cá đuối này. Cá đuối nào. Đổ cá đuối vàng này khó nổ thế. Rồi, úp luôn anh em ạ. Ngon rồi, vừa vào phát kiếm chục củ này. Kiếm chục củ rồi anh em ạ. Ngon nhờ. Để xem nào nhá. Xem liệu có cá to không thì bắn anh em ạ. Còn cá nhỏ thì thôi. Mấy con cá nhỏ này bắn chỉ phí đạn thôi anh em ạ. Không mang lại cái kết quả gì đâu. Chỉ có phí đạn thôi. Rồi mình cứ phải chọn con nào khủng. Nhất là boss hoặc là rồng này. Đây rồi, cá chép là cũng đạt được này. Cá chép này nổ là cũng được này. Nổ không? Cá chép om dưa nào. À, hôm nay thay súng khác mà không biết là có hết hay không đây. Nổ rồi anh em ơi. Rồi là 10 củ nhưng mà vẫn chưa có cái lợi nhuận cao anh em ạ. Bắn con nào phải bắn vài phát nổ luôn đấy thì mới kiếm được. Đấy rồi, rồng. Rồng anh em ơi, nổ nào. Rồng. Vãi thật, không có hiện tượng gì anh em ạ. Không có hiện tượng gì này. Cay nhờ. Khó nổ vậy. Cay cú đấy. Vai thật anh em ạ. Ầm mất món tiền mà không nổ được này. Một con cá chép. Kiếm lại ngay. Kéo lại con cá chép này. Rồi boss xuất hiện rồi. Thôi bỏ đấy để săn boss đây. Nhanh đến không hết rồi. Rồi ok, bán được rồi. Hôm nay chưa kiếm một con boss nào anh em ạ. Bám luôn. Nổ đi em ơi. Mẹ sắp biến mất rồi. Má cày thế nhỉ. Biến me mất rồi anh em ạ. Hôm nay chưa kiếm một con boss nào này. Rồng trắng nào. Má rồng bạc này khó nổ phết này. Cây nhờ. Bắn với cái mức cược 100k này anh em ạ. Nếu như mà nổ nhanh á thì kiếm dễ, nhưng mà nó mà khó nổ là cũng bất lợi phết đấy. Cũng khó chiến phết đấy anh em ạ. Rồi nó cứ dễ nổ như vậy thì lại ngon. Cứ bắn vài phát mà nổ là ngon anh em ạ. Nhưng mà bắn mà kể đến vài chục phát không nổ thì thực sự với anh em tiền xuống nhanh lắm. Tổ hợp cá đuối. Rồi để xem nào. Chưa thấy có con nào to xuất hiện nữa anh em ạ. Cá đuối vàng đi. Cá đuối vàng. Đéo nổ được. Thôi săn rồng này. Quyết định săn rồng. Ai nổ đây? Ai nổ đây? Ai nổ đây? Mình là người nổ anh em ạ. Lên ngay. Rồi kiếm con boss đó là đẹp này. Lên 88 củ rồi anh em ơi. Làm con boss đã nghỉ là đẹp này. Quá đẹp luôn nhá. Rồi ok luôn. Bao nhiêu đây? Lên 106 củ. Như vậy là lãi đâu đó 30 củ rồi anh em ạ. 30 củ quá đẹp rồi nhá. 30 củ nghỉ là đẹp rồi. Mình sẽ giảm cược xuống đi. Lần này đánh 30k thôi. Ok nhá. Lần này sẽ chơi bé anh em ạ. Mục tiêu kiếm 30 củ hôm nay đã thành hiện thực rồi. Mình sẽ đánh giảm cược lại. Quá ngon luôn anh em. Không nổ à? Rồi, cá chép này. Cá chép. Tiếp tục cá chép tiếp. Cá chép tiếp anh em ạ. Rồi, ngon. 3 củ. Quên, mình bỏ quên con rồng này này. Rồng này mà kiếm được là ngon này. Vẫn không nổ anh em ạ. Rồi, cá chép đi. Cá chép đi anh em ơi. Rồi, một con cá chép. Cá chép om dừa. Tiếp tục con này đi. Tiếp tục con này đi. Nổ phát là ngon này. Nổ luôn. Rồi, lên 111 củ này. Cá đầu búa vàng này. À, nó căng rồi. Không nổ rồi. Căng hơn dây đàn rồi. Nổ. Vẫn nổ nhưng mà không ăn thua anh em ạ. Bắn nó phải vài phát nổ. Đằng này bắn đến vài chục phát không nổ thì chỉ có lỗ thôi. Rồi rồng đi. Con rồng này mà nổ phát là nghỉ luôn này. Và con bot nữa. Đổ ma qua màn anh em ạ. Cày thế nhỉ. Qua màn này. Cay cú nhỉ. Đang vui thì lại đứt dây đàn anh em ạ. Rồi cá chép. Cá chép, cá chép. Cá chép xuất hiện. Nhiều vậy mà không bắt được con nào nữa thì thực sự là quá đen. Không bắt được con nào thì thực sự là quá đen. Đuổi. Đổ ma không nổ cả. Bỏ luôn. À, cay nhờ. Không bắt được một con nào này. Đen vậy à? Đen vậy nhỉ? Chưa kiếm được con cá chép hả anh em ạ? Nó bơi nhiều thế này mà không kiếm được con nào này. Cay cú thật đấy. Cay cú thật đấy. Vãi nhỉ? Vãi thật đấy anh em ạ. Rồi. Cứ như vậy xem nào. Mày cứ như vậy xem nào. Ma cày. Rồi vẫn nổ này. Vẫn nổ. Cố thêm vài củ nữa mà cũng thấy hoang mang hết anh em ạ. Rồi. Nghỉ nhá. Vậy là lên được là đâu đó là khoảng 33 củ rồi. Săn tiếp con rồng này đi. Rồng này mà nổ nó thì nghỉ luôn anh em ạ. Không nổ cũng nghỉ. Mà nổ cũng nghỉ nhá. Định chốt lại 33 củ. Nhưng mà thì săn tiếp con rồng này xem nào. Không nổ rồi. Không nổ rồi anh em ơi. Không nổ được anh em ạ. Cay cú nhỉ. Bảo nghỉ rồi mà lại không nghỉ này. Hỏng rồi. Lại vào dây đen rồi. Rồi ok. Nói chung thì lại phải bot tiếp đã xong nghỉ. Cứ định nghỉ nhưng mà gặp bot thì không nghỉ được anh em ạ. Gặp bot là phải chốt. Chốt con bot này xong nghỉ này. Không chốt được thì cũng nghỉ nhá. Chốt con bot này. Đồ ma là cày thật đấy. Rồi ok, nghỉ anh em ơi. Cảm ơn tất cả.